Nay có Diệu Út 14, 15 ghé chơi nữa, cũng ăn chung cho vui. Rồi chia sẻ bà con mình và ảnh cùng gia đình năm Việt nha. Ủa trời sắp mưa rồi. Thì chuyển mưa rồi. Ủa Mộng về. Mộng có về. Giống về đẳng đi, con đi hái chút xíu rồi con về. Dạ. Mẹ đi hái lá xài mà cao quá, mà cầm cái cây theo nè. Cái này phải nhắc cái ghế thì hả chứ? Dạ. Mẹ vừa ăn. Đó, vậy là vừa rồi mẹ. Con đi lên đây nè, sư bé thương. Ờ, được. Con bước vô đi. Thì lá này còn ngon. Dạ. Rồi, con bỏ vô rổ đi ba thương. Để ngang đứng xuống nè, mẹ có cái cây chĩa đã đủ rồi chưa? Chưa chắc đủ rồi đó, rồi, nhiều rồi đó. Bụi xả này. Dạ, xin bắt hai mấy bụi xả nữa là xong. À, còn hái lá mơ nữa chứ, để cốp cốp khỏi cần dao. Xả đứt tay lắm. Dạ, đứt tay lắm mẹ. Cái lá xả này nó cắt nó đứt tay nó tốt lắm. Rồi, xong. Dạ. Rồi, ngon quá. Vậy mình lật sao mà dai quá ha, vậy thôi con bứt nguyên lá đi, không có đem cái dao theo, bà ngoại cầm về đây. Cái lá như là non nè con, nó gần cái đọt á, đừng có bứt ở dưới nó già lắm. Nè, đó, non lắm. Để tôi bứt nguyên vậy, nhánh vậy đi chút về lật lại. Bỏ xương ra, mình luộc, mình hấp, mình lấy cái thịt thôi chứ dạ. Lấy xương không có được. Nó mềm chứ mẹ, không bỏ ra nãy giờ đó. Mềm rồi nè. Bỏ cái xương lại. Dạ. Mốt nấu cà ri ăn. À, tỏi với hầm, hạt nêm, muối với đường. Dạ. Cho miếng đường đi Khanh. Đường nữa hả? Ôi trời mưa, để con đóng cửa lại nè. Mưa lớn rồi, tạt rồi. Thiếu dây. Đây con lấy thêm chứ. Rồi để mình để cho hấp. Dạ, rồi đây cái nồi nước đây. Sôi, mình bỏ vô mình hấp vô để hấp nè. Ngon quá. Giận quá. Rồi, đây lại. Dê chín rồi. Dạ mẹ. Dạ. Giờ mẹ lấy ra sắt ra nè. Thơm quá mẹ ơi. Thơm lắm. Hôm nay mẹ làm món dê gì mà? Dê hấp xả. À, đã quá ha. À, hình như là dê xối xả gì, nó làm xả nhiều quá. Này hôm trước Phong nói làm món dê xối xả ngoài Đồng Nai đó hả? Là xả nhiều, xối xả. Ngon quá ha. Là cái này mình hấp rồi mình trộn với xả hả mẹ? Ừ, hấp rồi trộn với xả. À, bữa nay mẹ đẩy dì Út 14, dì Út 15 ha. Cái này ăn gì mà? Rau rừng. Dạ. Với mắm. Mắm tôm chua ha. Mắm tôm chua, mắm rút chua. Em đang ăn bánh kia sao vậy? Ăn mặn xong rồi ăn ngọt thì Út ngon lắm. Ăn ngọt xong rồi cái ăn mặn. Sớm không có. Dạ. Dạ, còn thử miếng. Xong ngon lắm mẹ. Vũ Khanh chạy về xong cái Vũ Mộng về cái mẹ rủ ra hả? Mẹ nói nè, nhìn có nhân vật nào xuất hiện nè, cái mẹ kêu đi ra đây chơi. Vũ Khanh chạy ra nữa. Dạ. Mới vừa về có 5 phút thôi. Dạ. Chạy ra nữa. Dạ, qua dây hiệp 2. Dạ. Không đâu có tính về đâu, đâu có hẹn. Sao vậy? Về còn phải sớm. Chạy về dạ. Chạy về tới Bắc Hai. Thấy mẹ với Xuyến với Bá Thương đi hái đọt xoài. Ngon quá. Này mẹ gia vị rồi mẹ cuốn nó lại không? Nó có vẻ năm nhìn nó hấp dẫn giống như thịt khói vậy năm. Dạ. Bê với lại dê người ta ăn một là nhìn vừa chín tới, hai là hấp cho thiệt chín nha. Dạ. Chứ mà hấp già nữa là nó bị dai á nghe sao. Chín quá bị dai không? Chẳng thà hấp chín hơn nữa. Đúng không? Cũng đi làm gì chạy đây luôn. Dạ. Hôm nay đi làm lại bình thường ha. Sao nói sao có trước? Ông nói bắt nước rồi vậy không được thì chị ra sao?
Bây giờ mình hấp thêm hẹp nữa thôi mà. Hấp cho nó nóng lại thôi. À, làm nóng đó. Nóng lại rồi bưng ra thôi. Vậy nãy giờ con tưởng đâu cái nồi bánh gì, nó về thấy cái nồi xôi, tưởng bên này mẹ cho ăn bánh. Này nước không hả mẹ? Nước không. À. Nè, để vô cho nó nóng lại cái mình ăn liền. Dạ. Yeah. Cái món này là món dê hấp xả, nhưng mà xả nhiều quá thì mình kêu dê xới xả. Này có ông Phong nữa đặt. Mẹ lóc ra rồi là còn xương. Yeah. Nhiều lắm. Gì ốc đó, hai thằng rau ăn hết không ạ? Hết thịt rồi. Chắc không hết nổi quá. Hết rau toàn tràn. Hết rau toàn tràn. Đúng rồi. Ở nhà mình ai cũng thích ăn rau sống. Vậy mà chị nói là thịt ít chắc còn dư rau. Vậy hả? Ừ, vậy là hết rau còn rau. Hai sàn rau thôi mà. Bún khô đó con. Con khoái ăn bún này không bún tươi. Nó giòn giòn á mà. Ừ, bún cũng thích nữa. Dạ. Bún không thích mà. Hay là tại hồi xưa mình hay ăn đó, giờ mình nhớ kỷ niệm ta. Hồi xưa đâu có được ăn mì đâu vậy Út. Ừ. Mì nó mắc lắm á. Ăn cái bún khô này nè. Có tiền mà mì đâu Khanh. Dạ. Dạ. Dở ra đi Khanh. Hồi xưa ăn mì gói là xa xỉ ha, mì hai con tôm. Tôi lấy hai cái dĩa kia xếp cho. Tới bây giờ mà những cái món ăn hồi xưa có dĩa Út á. Dạ. Ở đây nè Khanh này. Lâu lâu dĩa Út vẫn mua lại đi ăn á. Dạ. Ông thì hay ăn gì xong đó không? Dạ. Khoai mì. Nó thích gì? Dạ. Khoai mì nấu với lại hoặc là chuối già. Dạ. Dạ. Hồi xưa là đi rẫy, ở đi ruộng chứ, là một trái chuối già với một củ khoai là được ăn nửa buổi. Dạ. Mà chỗ nào sang lắm là rẫy ăn bánh mì thịt ha. Dạ hiếm, mắc tiền. Mà sao xưa khổ quá chừng người ta. Ai cũng khổ hết á. Tại xưa không có công việc. Dạ, không có việc nữa làm kiếm tiền. Đi cấy một ngày có 1 ký đường à. 1 ký cá. 1 ký đường trong rẻ. Hôm nay. Xưa là ruộng đâu có giống mà bán lúa hết đâu. Dạ. Chữ lúa ăn bên năm. Ừ. Chứ đâu có giống. Đi con xin xong. Dạ. Hồi đó cái công mình thì có nhưng mà cái việc làm thì ít, thành ra tao muốn rẻ lắm. Dạ. Với lại nhà nông mà muốn bắt người lấy gì đâu cả. Khổ gì đó. Hai dĩa hả? Ừ, hai dĩa không. Vậy là mình chia ra làm hai phần, hai rổ rau với hai dĩa thịt. Mấy rau này tươi ngon quá. Rau này mới hái đâu mà. Em hái bên Bắc Hai hả Xuyến? Ăn rau sống hoặc là rau ruột với ruốc. Còn canh chua lạc nữa. Hồi xưa như Dũng Mộng là ở đây học phải không? Ừ. Ăn canh chua lạc suốt à. Với mắm ruốc cục. Giữa Sơn Ca với Bình Sơn với Bảo. Dạ. Trời Sơn, ơi, Sơn đi như gì rồng rắn lên mây vậy đó. Út Mộng hồi đó ở đây thì con không nhớ, nhưng mà con nhớ Út Khanh. Không, lúc nào em cũng ẩm Sơn về, cái Sơn Ca với Bảo đi Sơn lên đó. Đi như rồng rắn lên mây. Lúc đó Sơn nhà xíu mấy tháng hả? Dạ. Lúc mà Diễu Khanh ra ở đi học á thì con nhớ, lúc đó hay ngồi kể chuyện ma trải chiếu ở ngoài sân. Sơn không có nhớ Diễu kể chuyện ma cho dạ. Sơn nghe. Con không nhớ Diễu Mộng. Sơn không nhớ Mộng cần Sơn cả nào đâu. Một ngày còn 1.000 cái luôn. Không biết sao năm đó đẹp. Năm đi á. Giờ xấu rồi. Hồi đó nó đẹp. Nó không chèo mà nắm. Nắm nỏ, không chèo mà nó lấy cái đuối nữa. Cái em không quá trời luôn. Giữ nó đó. Dạ. Vậy dấu khỏi hồi xưa ai hung Sơn nhiều nhất. À. Chưa đấu à. Dạ. Sơn ngày xưa ai hung con nhiều nhất. Có nó bán rồi mà, không màu. Bây giờ mấy đứa cháu con của chị Hai hay chị Ba hay là mấy đứa cháu khác thì không có phân biệt được, tại vì con chị Hai thì cũng ở chung mà lúc đó tụi nó lớn rồi. Dạ. Lớn thì mình học à đó nhớ có anh Bảo chị Sơn Ca thì con còn nhớ gì Út Khanh á thì nói ai ăn sau ăn mau rửa chén hả? Ai ăn trước uống nước đi chơi, ai ăn sau ăn mau rửa chén. Chắc ông Bảo à. Anh Bảo ăn sau cùng. Bị Út Khanh bắt rửa chén ghét gì Út vậy đó. Bởi giờ nhắc hoài à. Anh Bảo ăn chậm à. Ở đây với tụi con không sinh ra. Anh Bảo thì kể là ghét về Út 15 là bắt rửa chén thì ảnh ăn chậm. Còn ghét về Út 14 là dạy học mà cứ cú đầu hoài. Ký đầu. Nhắc hoài luôn. Đi về ảnh ở bên ngoài à.
ăn giúp mỏng kèm dạy học, cứ cứu đầu hoài. Trong mỏng cứ cứu đầu bỏ hoài. Tội nghiệp đúng quá ha. Bỏ thì đâu mà sao hồi đó chị cũng thấy nóng tắm lắm. Hồi xưa làm giáo viên sao mà nóng quá hả? Cào ngon quá hả Út? Xanh mướt con mới về hái đã quá chừng luôn. Cái này là đọt mận xài. Xài lá xài. Cái này lá cốc. Nhà trước có cây cốc mà chết queo rồi. Trong nhà dốc 15 là có cây cốc lớn lắm nè. Dạ. Hôm nay mưa xuống có đọt không? Cho lá mè này cho chua chua ha. Rồi. Bữa nay chị Sơn Ca không ăn cơm với anh Yên mà qua đây ăn. Bữa nay qua đây ăn chung với chị. Dây hấp ha. Mày vô. Không phải lâu lắm rồi nó nghe. Em đợi lâu lắm rồi nó nghe. Ăn luôn mà. Ăn giận à, không ăn à. Xả là bữa nay là xả gì cho Sơn ăn nữa. Ngon quá. Dạ. Tới cần cuốn tráng. Cầm rau, lá rau to này. Lá rau quá chừng mày. Mà hình như ở nhà ngoại ai cũng thích ăn mấy món rau sống ha. Thấy ăn lúc nào một cái rổ rau lớn á. Chị không biết cuốn không nè. Cuốn đại lên. Ở ngoài nhà có cuốn gì không Phương Phong? Dạ có. Dạ hả? Dạ có món này quen thuộc không? Ở ngoài có dê nhiều chắc làm ăn tối ngày không? Tối ngày chắc phá sản quá. Ở ngoài đó thì khi mà đám tiệc mới bằng dê thôi. Ngó thèm, đỡ thèm. Ngó dê hả? Trời ơi. Không, ngó dê còn đỡ thèm thịt dê. Ngó dê cái ngó cái xài. Cái đỡ tốn hả? Cái nghiệm cái. Bữa nó nói đó, nếu không biết ăn cái chiều mà mắc quá thì anh dẫn em đi coi cái chiều. Dẫn đi coi được rồi. Dẫn em đi coi cái chiều được rồi. Anh nói thấy thương. Nó sợ anh rể tốn hao. Nhìn cái chiều tháng không? Nhìn thấy được rồi. Ai nói vậy năm phố không? Quá trời luôn không? Nghiệp gì không dữ? Kiểu mộng mang gì một cách dễ thương. Lúc này có gai nữa không? Không. Gai đó hả? Lúc này mẹ chơi hàng gai. Mẹ chơi hàng gai không Sơn ơi? Ngon Sơn ơi. Dạ. À, bây giờ mình ăn thôi. Ăn Sơn ơi. Chưa để hết à. Đây. Ngon quá Sơn ơi. Này làm cái nữa nghe. Bớt lại. Hôm nay bún nhiều quá vậy ta. Bớt lại bỏ thịt vô. Bớt lại. Dạ. Thịt ít ít thôi đừng chừa Sơn như chứ. Con phải ăn xả nhiều. Dạ. Thôi đi chừa xả. Dạ chừa xả quăng thịt chừa nha. Chừa xả hả? Chừa xả. Dạ ca nãy giờ ăn cơm chưa? Chưa Sơn. Hàng vậy là không mất năng sức ha. À, mới nhìn tới giờ đang nó bụng ăn ngon quá chừng luôn. À. Cái này đó bụng ăn mới đã. Ừ, sao? Tại nhìn đồ ăn ngon rồi mình đang đói nè. Ai làm sẵn mình ăn ngon. Dạ. Ai làm sẵn ngon. Với lại không trả tiền nữa ngon. Không trả tiền nữa. Ngon. Dạ. Cái món này con cũng thích nữa. Ủa cái món dê này là ở ngoài Đồng Nai xách vô hả? Hôm nay mình đi dành đó. À do hổm mình sợ làm sớm quá ăn ngán không để dành lâu lâu ăn thải vô tủ đông á mình để được lâu còn lần nữa hết còn lần nữa hả cà ri con móc cà ri mẹ nói để nấu cà ri á dạ ăn xíu ăn mặn nốt con xíu lấy dòng đó đây đây cho ăn mặn đây con uống nước à cháu nội xíu lấy dòng hôm nay cả nhà mình ăn món món dê hấp ở Đồng Nai ha. Hồi trước ra thì Phong làm xả ít quá nên để về đây mình làm thiệt nhiều xả cuốn ăn cho đã. Về xôi xả luôn. Hôm nay có Vũ 14, 15 ghé chơi nữa. Cũng ăn chung cho vui. Rồi chia sẻ bà con mình và anh ảnh cùng gia đình năm Việt nha. Rồi hẹn gặp lại video tiếp theo. Giờ em ăn để hết. Rồi, tạm biệt. Ăn đi để hết xin rồi.